Chào các bạn đến với khóa học Microsoft Project Professional. Hôm nay là day 3, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định thông tin và thiết lập lịch cho dự án trước khi các bạn bắt đầu làm việc và tạo một cái lịch trình cho dự án của mình, đúng không? Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Thì tôi sẽ mở Microsoft Project lên này. Tôi sẽ tạo mới một project. Ok, rồi. Thì trước khi bạn bắt đầu một dự án thì bạn sẽ cần làm gì, đúng không? Điều thứ nhất, bạn phải xác định được thông tin dự án bắt đầu từ thời điểm nào này, kết thúc giai đoạn nào này, đúng không? Sau đó bạn phải thiết lập được cái lịch trình, cái calendar cho dự án đó, đúng không? Mặc định thì Microsoft sẽ sử dụng cái lịch standard. Còn nếu bạn làm việc khác, cái lịch standard là từ thứ hai, thứ sáu, bạn làm thêm thứ bảy, thì bạn phải custom lại cái lịch của Microsoft, đúng không? Chúng ta đi từng phần nhé. Ok, phần đầu tiên chúng ta đi xác định thông tin của dự án. Thì xác định cái thông tin của dự án sẽ là một phần nào? Bạn kích vào cái tab Project. Hôm nay chúng ta sẽ làm việc với phần Project Information này. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ làm việc với phần Train Working Time. Đấy. Đây là thông tin, cái Project Information là thông tin dự án này. Còn cái phần Train Working Time có nghĩa là lựa chọn cái calendar, lịch trình làm việc, thời gian làm việc cho một dự án của các bạn. Ok, thì đầu tiên chúng ta đi cái phần Project Information. Bạn kích vào đây, nó sẽ mở ra một pop-up, đúng không? Pop-up Project Information cho project của bạn. Thì khi bạn tạo mới một project, mặc định tôi đang để là project 1, đúng không? Thì bạn phải lựa chọn ngày start date và ngày end date. Tôi sẽ có ngày start date ở đây. Ví dụ tôi chọn ngày start date là ngày 3 tháng 2 nhé, năm 2020 nhé, chọn đồng 3 tháng 2. Rồi, thì để bên này current date thì bạn để mặc định thôi nhá, đúng không? Có cái status date, bạn cứ để mặc định là NA thôi. Đấy. Thì schedule from start date đi, chứ không để project finish nữa. Có hai cách, bạn có thể chọn là project start date, có nghĩa là bạn chọn start date ở đây, đúng không? Thì sau đó thì khi bạn tạo những cái task này, sau đó nhập những ràng buộc vân vân, thì nó sẽ tự động tính cho ngày finish date cho các bạn, đúng không? Trường hợp thứ hai, bạn có thể chọn là project finish date. Đấy. Thì bạn đi xác định là cái ngày kết thúc dự án trước, thay vì mình thì sau đó thì mình nhập các task vào, thì nó sẽ tự động tính toán cho bạn các ngày bắt đầu của dự án như nào là phù hợp. Đấy. Thì ở đây tôi sẽ chọn là ngày start date nhé, không chọn finish date đâu. Đấy. Ok, rồi tiếp theo đó thì khi bạn đã nhập đầy đủ thông tin ở đây rồi, thì phần calendar tôi sẽ để là cái mặc định nhé, standard nhé. Đấy. Tạm thời để như này. Đấy. Tôi click vào OK. Rồi. Như vậy, tôi đã thiết lập xong cái ngày start date cho dự án của tôi. Bạn để ý ở trong cái phần timeline, tôi có ngày start date là mùng 3 tháng 2 và là thứ hai, đúng không? OK. Rồi. Thì tôi tạm thời sử dụng phần train working time, đúng không? Train working time mà tôi đã đang dùng calendar là standard, đúng không? Đấy. Standard thì nó chỉ làm từ thứ hai đến thứ sáu thôi, và trong một tuần bạn sẽ nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Đấy. Thì tôi sẽ đi nhập một vài task thông tin ở đây nhé, sau đó các bạn sẽ thấy rõ được cái điểm khác biệt của nó. Phần task ở đây tôi sẽ để là auto schedule nhé. Ok, có một phần nữa, hôm qua tôi có nói cho các bạn trong video trước, tôi nói cho các bạn đấy, tôi kích vào file này, phần option này. Đấy. Trong phần advanced có show phần là, tôi kéo xuống dưới, đâu nhỉ, advanced này, ở trong phần show summary ấy. Đây, trong phần display option for this project này, thì tôi kích vào tab show project summary tab. Đấy. Ok, thì nó sẽ hiển thị cái project information ở trên đầu đây. Ok, rồi. Ok, tiếp theo tôi sẽ nhập ví dụ là task số 1 này. Task 1, task 2, task 3, task 4, task 5, task 6, 7, task 8 chẳng hạn, thế này đúng không? Ok, rồi. Thì sau đó tôi sẽ nhập duration cho từng task nhé. Hiện tại phần task 1 của tôi đang để là auto schedule nhé, đúng không?
thì nó sẽ tự động tăng cho tôi thôi. Chứ tôi nhập task số 1 là 1 ngày này, task số 2 ngày, task 3 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày. Ví dụ như vậy, đúng không? Đấy. Thì tôi sẽ nhập cái quan hệ đây một chút. Phần quan hệ ở đây thì tôi sẽ nói chi tiết ở trong cái video sau nhé. Bây giờ tôi tạm thời cứ nhập quan hệ thôi. Là các bạn chưa cần hiểu ngay đúng không? Tôi sẽ tạm thời nhập quan hệ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, như thế. Ok. Các bạn để ý cái task số 1 của tôi nhé, đúng không? Start là vào ngày thứ hai, mùng 3 tháng 2. Và tắt là 1 ngày. Đây. Thì bạn nhìn sang biểu đồ đường găng này. Đây là 1 ngày, đúng không? Ok. Thì sau khi tôi kết thúc task 1 thì tôi làm task số 2. Thì tôi sẽ mất 2 ngày, đúng không? Thì nó sẽ là thứ 3 và thứ 4. Ok. Tiếp theo sau đó thì tôi sẽ làm task số 3. Task số 3 thì là mất 3 ngày. Thì sẽ bắt đầu từ thứ 5, thứ 6. Đúng không? Và thứ 7 chủ nhật nghỉ. Thì tiếp theo là sẽ phải sang thứ 2 thì tôi mới xong, đúng không? Ok, rồi. Tiếp theo nữa, tôi làm task số 4. Tôi mất 4 ngày thì bắt đầu từ thứ 3 đến thứ 6 là nó xong này. Đấy. Ok. Tôi làm tiếp theo task số 5. 5 ngày thì mà nó kéo dài đúng một tuần tuần sau đó nữa đây. Từ thứ 2 đến thứ 6 là xong. Đấy. Cái task số 6 này thì tôi bắt đầu từ thứ 2. Nhưng sau đó đến thứ 2 tuần sau nữa thì tôi mới xong này. Task số 6 này. Đấy. Thứ 2 tuần sau nữa tôi mới xong này. Ok, đúng không? Rồi. Như vậy, cái lịch làm việc của tôi tiêu chuẩn là làm việc một tuần 5 ngày. Đấy. Ok, rồi. Thì tôi sẽ vào phần train working time. Đúng không? Working time. Đấy. Thay vì tôi làm việc một ngày là một tuần là 5 ngày thì bây giờ tôi làm thêm cả ngày thứ 7 nữa. Có nghĩa là tôi làm 6 ngày. Thì tôi phải làm cách nào, đúng không? Bạn thử kích vào phần calendar này xem là nào nhá. Đấy. Mặc định chỉ có 24 giờ night shift là ca đêm này và standard thôi. Đấy. Thì tôi sẽ tạo một cái lịch mới, đúng không? Tôi ấn nút create new calendar. Đấy. Thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ như là lịch làm việc cho dự án 01. Đấy, ví dụ vậy, đúng không? Tôi sẽ có option là tạo mới dựa trên cái bay calendar của Microsoft, hoặc tôi sẽ make copy từ thằng standard này. Tôi tạo mới đi. Ok. Rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tùy chỉnh, đúng không? Bạn để ý ở trong phần mặc định khi bạn tạo xong nhá, thì tạo mới một project thì nó kiểu kế thừa từ thằng bay calendar ấy. Thì nó vẫn là làm việc và nghỉ thứ bảy chủ nhật thôi. Đấy. Bạn ấn vào work week. Ok, nó sẽ có default ở đây đúng không? Tôi sẽ đến ấn detail. Tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ lựa chọn là thứ hai đến thứ bảy của tôi đúng không? Tôi sẽ lựa chọn option là set day to the specific working time. Đúng không? Đấy. Thì nếu thời gian làm việc của bạn, ví dụ tôi để làm việc từ 8:30 buổi sáng này đến 12 giờ trưa, đúng không? Thì lúc đó tôi sẽ làm việc 3 tiếng rưỡi. Đấy. Tiếp theo nữa buổi chiều thì tôi sẽ làm việc từ 1:30 đi, 1:30. Lúc đó tôi sẽ làm việc đến 6 giờ. Đấy. Có nghĩa tôi sẽ nghỉ trưa khoảng 1 tiếng rưỡi, từ 12 giờ đến 1:30, đúng không? Tôi click OK. Và sau đó tôi click. Đấy, bạn để ý, sau khi bạn thay đổi cái phần detail ở đây rồi này, đúng không? Thì bạn nhìn vào phần lịch của bạn này, những cái lịch bị tối này thì nó chỉ có tối mỗi chủ nhật thôi này, bị màu ghi này, còn thứ bảy lại sáng rồi, đúng không? Tôi click OK. Đấy. OK. Thì sau khi tôi click OK rồi, bạn để ý xem nó vẫn chưa apply vào cái dự án này của tôi đúng không? Tôi xem lại. Select cái này, lịch làm việc cho dự án. Tôi bị xếp nó lại. Nó vẫn chưa ăn information.
tôi sẽ chọn vào đây là lịch làm việc cho dự án 1. Ok, đấy. Lúc này thì nó sẽ 1, 2, ok, yes. Xếp lại. Đấy, các bạn để ý nhá, tôi sẽ xem lại cái phần đường găng này nhá. Đây, thì task số 1 bắt đầu là thứ 2. Task số 2 là thứ 3 đến thứ 4. Task số 3 3 ngày, đúng không? Thì nó sẽ kéo dài từ thứ 5 đến thứ 7. 5, 6, 7 Chủ nhật nghỉ, đúng không? Task 4 thì lại từ thứ 2 đến thứ 5. Task 5 thì 5 ngày từ thứ 6 đến thứ 4. Đấy. Cái task số 8 này thì cũng 8 ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Wow, task này hơi dài, đúng không? Tôi tạo thêm task số 9 nha. Task 9 xem nào. Đang làm thứ 7 rồi này, thì tôi để tầm độ 5 ngày xem nào. 5 ngày 5 ngày thì đến thứ 6, đúng không? Ok, tôi tạo task số 10. Đến thứ 6 luôn. Cái này quan hệ số 8 ở đây đây. Đấy, tôi tạo sẵn cho task số 10. Bây giờ tôi sẽ để chỉ là 1 ngày thôi. Tôi để 1 ngày thì bắt buộc cái task này phải làm vào thứ 7 nhá. Nếu đúng thì chúng ta đang đúng nhá. Để số 9 vào đây. Ok, 1 ngày và task đấy sẽ thực thi vào thứ 7. Đúng không? Bạn xếp lại thôi. Đấy. Ok. Tôi nghĩ video này sẽ kết thúc tại đây. Thì sau khi các bạn xem xong video này, các bạn biết là cách một là xác định được thông tin của dự án ở trong tab Project Information. Sau đó bạn cũng đã biết cách thiết lập lịch biểu cho dự án của mình, đúng không? Mặc định thì lịch biểu nó sẽ có ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Đấy. Là một tuần 40 giờ. Tuy nhiên, nếu các bạn làm việc một tuần 48 giờ đấy, thì các bạn có thể custom nó, tạo mới một cái lịch riêng cho dự án của các bạn. Thì về cơ bản, khi các bạn, nếu các bạn dùng lịch standard của Microsoft Project thì các bạn không cần custom gì hết. Nếu các bạn làm việc thời gian khác so với cái tiêu chuẩn standard của Microsoft Project thì các bạn phải custom lại cái lịch trình, lịch biểu cho dự án của mình. Ok, tôi hy vọng cái video này sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn có comment gì thì cứ comment nhé, tôi sẽ trả lời sớm nhất, hoặc email cho tôi nếu các bạn muốn trả lời nhanh. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.